bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung của bài học ngày hôm nay luôn các bạn nhá chị có nội dung của buổi học ngày hôm nay ạ à. các em ơi các bạn có nhìn thấy rõ không ạ à? chúng mình có nhìn thấy rõ ở đây không ạ à? rõ đúng không ok chưa nào các bạn đã nhìn thấy được cái phần chị hiên trình chiếu ở đây chưa ạ à? được chưa nào được chưa nào rồi thế thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung của buổi học ngày hôm nay nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đó là trong cái tiến trình mà chúng ta học gọi là phần viết đi, kỹ năng viết. Thì các em sẽ thấy cái nhiệm vụ cơ bản nhất và đây cũng là cái nhiệm vụ mà chúng ta hướng tới trong suốt một cái tiến trình chúng ta học về kỹ năng viết. Đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là thiết lập những cái văn bản khác nhau. Đúng không các em? Bây giờ chị đang rất muốn hỏi các bạn là ở thời điểm hiện tại thì các em đã đang được học thiết lập những cái văn bản nào rồi? Ở những dạng nào rồi? Có bạn nào giơ tay không ạ? Có bạn nào giơ tay không ạ? Hiện tại thì các em đang được học và các em đang được thiết lập những cái dạng văn bản nào rồi? Nào các bạn. Nếu mà các bạn không giơ tay là chị Hiên gọi luôn cho nó nhanh không phải mất thời gian nữa nhá. Rồi chị xin mời Tài nào. Tài ơi, hiện tại em đã được học thiết lập một cái văn bản dạng văn bản nào chưa em? Dạ, văn học Nghị luận văn học đúng không? Tức là một bài văn nghị luận văn học Rồi Gì nữa không em? Gì nữa không ạ? À tức là như này nhá à, Tài em tắt mic giúp chị Bởi vì nó đang hơi vang một chút xíu Có nghĩa là như này Các bạn thấy nhá Có phải là kể cả là bài nghị luận xã hội Hay là bài nghị luận văn học Là những cái dạng mà trước đấy các bạn được học ý Thì suy cho cùng nó cũng là một văn bản mà Các em hiểu ý chị không ạ? Nhưng mà bây giờ trong chương trình mới thì người ta lại không gọi đấy là những cái bài tập làm văn Mà người ta lại gọi là đấy là những cái bài văn, đấy là những cái văn bản mà chúng ta phải đi thiết lập Đấy là lý do vì sao mà chúng ta lại phải học những cái tri thức ngữ văn về các dạng văn bản đấy ạ Tại à, em có hiểu không ạ? Nếu mà em hiểu thì em có thể comment tại đây giúp chị nhé Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ á Là thay vì việc chúng ta nói rằng chúng ta đi viết những cái bài tập làm văn thì chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ đi thiết lập những cái dạng văn bản khác nhau. Cả lớp có hiểu không ạ? Cả lớp có hiểu không ạ? Và đó cũng chính là cái nhiệm vụ trọng tâm nhất của chúng ta ở trong cái khóa học kỹ năng viết này. Các bạn nhá. Thế thì chị mới hỏi các bạn là các bạn đang học những cái dạng tập làm văn nào hay nói cách khác là các bạn đang đi thiết lập những cái văn bản nào thì bạn Tài bạn ấy vừa nói với chị là em có đi thiết lập về nghị luận văn học chị ạ. À? Chị nói đúng. Phải không ạ? và bên cạnh đó chúng ta còn có cả nghị luận xã hội nữa hay nói cách khác chúng ta thấy rằng nhá nghị luận văn học hay là nghị luận xã hội đều sẽ được gọi bằng một cái tên chung đó chính là văn bản nghị luận đúng chưa các tình yêu các em có hiểu không ạ đấy tức là cả nghị luận xã hội hay là cả nghị luận văn học thì chúng ta đều sẽ gọi là gì ạ đều sẽ gọi là văn bản nghị luận được chưa ok chưa nhá yeah. thế thì bên cạnh văn bản nghị luận nha các em ơi trong cái văn bản nghị luận này thì chúng ta có thể thấy là là đây chị đã chia ra này nghị luận xã hội nghị luận văn học đấy và nghị luận khác nữa bởi vì sao ạ chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ thì trong cái chương trình mà các bạn học ấy thì uh, các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta không phải là chỉ đi viết một cái bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ hay một tác phẩm văn xuôi hay là một tác phẩm truyện uh, kể vân vân mà chúng ta sẽ còn có cả những cái dạng đề về phân tích được không ạ nghị luận về một bài hát một bộ phim một bức tranh một pho tượng nữa các em ạ vậy nên thành ra là chị chia thành một cái mục đó là nghị luận khác thì các bạn sẽ chú ý nhá đây sẽ là những cái dạng văn bản mà chúng ta cần phải chú ý trước tiên đối với cái thể đó là văn nghị luận bên cạnh đấy thì các bạn sẽ còn viết cả gì nữa ạ à? thiết lập cả văn bản gì nữa nhở à văn thuyết minh này phải không nào rồi các bạn viết bản nội quy này rồi các bạn phải viết báo cáo này đúng chưa rồi các bạn sẽ phải viết bài luận về bản thân này đúng chưa nào và có cả bài luận về việc thuyết phục người khác từ bỏ. Đúng không ạ? Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen, một quan niệm. Đó. À thì các bạn có thể thấy rằng là đây là những cái dạng văn bản chính mà trong chương trình mới, cụ thể là trong lớp gì ạ? Cụ thể là trong lớp 10 và lớp 11 thì các bạn sẽ phải đi thiết lập những cái này. Ok chưa ạ? Vậy việc thiết lập với lập dàn ý là giống nhau ạ? À? Ừ, sao lại giống nhau được em? Bước lập dàn ý nó chỉ là một cái bước rất nhỏ trong cái quá trình chúng ta đi thiết lập văn bản thôi. Thiết lập văn bản có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái 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 cuối cùng cái sản phẩm cuối cùng mà các bạn đạt được ấy, nó phải là một bài văn, Khánh Linh ạ. Chứ không phải kết quả cuối cùng chúng ta có là dàn ý. Khánh Linh hiểu ý chị chưa? Hiểu ý chị không nào? Và các bạn khác có hiểu không nào? Đương nhiên là các em sẽ bỡ ngỡ đấy, không sao cả, chị sẽ đi rất từ từ cùng với chúng mình. Các em hãy nhớ nhá chị sẽ nhắc lại này, cái quá trình cái kết quả cuối cùng của việc thiết lập văn bản này là chúng ta phải có văn bản và gọi gần gũi hơn đối với các bạn đó chính là những bài văn. Đấy. Chốt lại thế là hiểu ngay đúng không? Được không nào? Chốt lại thế là hiểu ngay và luôn đúng không? Đấy, nhiệm vụ là thiết lập văn bản. Vậy thì sản phẩm cuối cùng chúng ta có sẽ là một bài văn. Tùy theo các cái thể như thế này. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Rồi, nhất trí nhá. Thế thì đây sẽ là những cái dạng mà chúng ta cần phải đi luyện viết với nhau. Trong ngày hôm nay, chị Hiên sẽ cùng với các bạn bắt đầu vào chuyên đề 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu về văn nghị luận các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chị chia rất rõ ràng nhé. Chúng ta trong văn nghị luận thì chúng ta sẽ có nghị luận xã hội, nghị luận văn học và nghị luận khác. Trong nghị luận xã hội thì sẽ có nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý, về một hiện tượng đời sống, nghị luận xã hội về vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học và một buổi thực chiến đề. Nghị luận văn học thì sẽ có về một tác phẩm thơ, về tác phẩm truyện và tác phẩm về thể loại khác. Nghị luận khác thì sẽ có nghị luận về một bài hát, một bộ phim, một bức tranh hay một pho tượng. Và chị chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ học văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Biết được nội dung mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng chinh phục chưa? Các em ơi nắm được chưa? Nắm được nội dung mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chinh phục chưa và bây giờ các bạn đã vào hết chưa? Nào, các em nắm được chưa? Mục đích cuối cùng và mục tiêu mục tiêu cuối cùng của chúng mình ngày hôm nay là phải viết được một bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Đấy nha, đấy là cái mục tiêu duy nhất trong ngày hôm nay. Không nói nhiều. Không lan man không dài dòng. Ok không ạ? À? Chốt nhá. Thế thì bây giờ bắt đầu triển khai nhá. Ổn định xong hết lớp chưa? Hỏi lại một lần nữa sẵn sàng chưa? Bắt đầu tiếp nhận tri thức được chưa? được chưa ạ? các bạn ơi, các bạn uh, chú ý giúp chị là chúng ta cố gắng vào đúng giờ. chứ các bạn không vào đúng giờ là cứ mỗi lần phải duyệt như thế này là cũng ảnh hưởng đến rất nhiều các bạn khác nữa. ok chưa ạ? sẵn sàng, bắt đầu triển khai nội dung. yên tâm tài liệu này các bạn sẽ có, các bạn cứ bình tĩnh nhá. nội dung của bài ngày hôm nay nha. nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. thế thì trước khi tìm hiểu nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý ấy, thì chị muốn các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về phương pháp làm nghị luận xã hội. Được không ạ? Tức là các em hiểu bản chất là như này. Trong nghị luận xã hội nhé, các bạn hiểu bản chất này. Hiểu bản chất giúp chị là trong nghị luận xã hội. Đấy, thì sẽ chia ra thành cách dạng. Đó là nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Được chưa? nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống và nghị luận xã hội khác à nghị về gì ạ à nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học thế thì các em ơi bản chất là hai cái này có quen không bạn nào bảo không quen là cho ao khỏi lớp liền này phải không ạ cái dạng này viết quá nhiều luôn rồi chứ không cần phải nói nhiều nữa quá nhiều luôn rồi viết hoài viết mãi viết chán viết chê rồi đúng không hiện tượng đời sống thì sao cũng thế luôn đúng không ạ à? chỉ có mỗi cái này là mới này đấy thật ra về bản chất là những bạn nào mà ôn thi học sinh giỏi á thì có thể là các em đã từng tiếp cận với những cái đề này rồi các em ạ à, đấy thế nên các bạn sẽ chú ý giúp chị là nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý và về hiện tượng đời sống thì nó là cái dạng đề đã rất là quen thuộc với các bạn rồi nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá thế thì bây giờ để tìm hiểu về một cái con này thì bây giờ mình phải tìm hiểu về cái lớn này đã đúng không ạ à? thì chúng ta sẽ khái quát chung về nghị luận xã hội cái đã bởi vì là một cái buổi học thì dung lượng kiến thức của chúng mình rất là nhiều nhá vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là chúng ta phải thực sự tập trung nhá phải tập trung được không ạ à? và cái kiểu giảng của chị đối với những cái khóa học ngắn hạn như thế này là chị giảng cũng rất là là tốc độ đấy ạ nhưng mà tốc độ không có nghĩa là chị sơ xài nhá vẫn đi từng chút một được chưa ạ Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái quát về nghị luận xã hội này trước đã nhá. Xong một lát nữa mới vào cái phương pháp của từng dạng đề nhỏ. Ok chưa? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là tại vì sao mà chúng ta lại phải học nghị luận xã hội? Có bao giờ các bạn tự đặt ra cái câu hỏi đấy không ạ? Có bao giờ các bạn tự đặt ra cái câu hỏi đấy không? Nào chị hỏi các bạn theo các em thì tại vì sao chúng ta lại phải học nghị luận xã hội? Nào chị hỏi nào. Ngọc Thiện nào chị mời em. Vì sao nhỉ em nhỉ? Vì sao mình phải học nghị luận xã hội? À, em em đưa chị là tại vì là để sau này chúng ta con sẽ có những cái kỹ năng để uh, phản biện và kỹ năng để thuyết phục người khác. Tức là để chúng ta hoàn thiện kỹ năng, đúng không? Vâng. À. Về thuyết phục người khác và phản biện. Để có chứng kiến về vấn đề. Và cái quan trọng hơn đó là gì nhỉ? chị nghĩ là cái đầu tiên chúng ta phải nhắc tới đó chính là chúng ta sẽ hình thành được cái gì góc nhìn đúng đắn về những cái vấn đề trong đời sống xã hội đúng không ạ chúng ta thấy cái vấn đề đấy chúng ta biết rằng nó đúng hay nó sai nó phù hợp hay không phù hợp đúng không ạ và còn gì nữa nhở nó sẽ giúp chúng ta phát triển cái gì tư duy logic đúng không ạ bởi vì trong cái việc chúng ta thiết lập một cái dàn ý với mục tiêu cuối cùng là thuyết phục người khác ấy thì cái điều này rất là quan trọng phải không ạ đó còn gì nữa không em ừ. ờ, thành kỹ năng để sau này chúng ta ờ, em cũng hết rồi ạ em <laughs> ok nhất trí chị cảm ơn em vậy là tốt lắm rồi có bạn nào có bạn nào có có ý kiến nữa không ạ có bạn nào trả lời được cho chị câu hỏi rằng là tại sao chúng ta lại phải viết nghị luận xã hội không ạ tại vì sao tại vì sao nhỉ Ừ, chị nghĩ rằng là những cái ý này nó cũng đã khá là đầy đủ rồi để cho chúng ta có được gì ạ à, Chúng ta có được những cái góc nhìn đúng đắn đúng không ạ à, Chúng ta sẽ có được cái gì ạ Chúng ta sẽ có được uh, từ cái góc nhìn đúng đắn đấy thì chúng ta sẽ có thể thay đổi chúng ta sẽ có thể hoàn thiện được cái nhận thức của bản thân và thay đổi nhận thức của người khác Chúng ta có thể phát triển được tư duy logic, chúng ta có thể rèn luyện được những kỹ năng để rèn luyện được cái sự tự tin và chắc chắn đó cũng sẽ là cái tiền đề để đưa chúng ta đến với thành công. Vậy nên ở đây chị mới đưa một cái trích dẫn trong sách kết nối tri thức ngữ văn 10 rằng: "Bàn luận về các vấn đề xã hội đã trở thành một nhu cầu phổ biến, tất yếu của con người hiện đại. Khi bàn luận, chúng ta không chỉ thể hiện ý kiến cá nhân mà còn muốn thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình." qua đó, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Đó, được không ạ? À? Thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đã trả lời được một cái câu hỏi đầu tiên. Và chị cho rằng đó là một cái câu hỏi trước tiên để tác động vào nhận thức của các bạn để các bạn thấy rằng chúng ta học không phải chỉ để vượt qua những bài kiểm tra. Chúng ta viết những bài văn này không phải chỉ để vượt qua những bài kiểm tra mà chúng ta viết những bài văn này để làm gì ạ? Để có thể thay đổi tư duy của chính bản thân, thay đổi tư duy của người khác và từ đó góp cái sự thay đổi tích cực vào cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Được không nào? Rất cao cả đấy ạ. Sứ mệnh được đặt để lên trên đôi vai của chúng ta của những người đang chuẩn bị viết những bài nghị luận xã hội là rất cao cả đấy ạ. Được chưa nào? Chúng mình sẽ chú ý nhá bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tìm hiểu chung về cái dạng này đã dạng lớn này đã ok chưa ạ thì các bạn sẽ thấy này ở đây chị có đưa ra khái niệm văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội là kiểu văn bản dùng lý lẽ bằng chứng để bàn luận và làm sáng tỏ một vấn đề xã hội một ý kiến một tư tưởng đạo lý một hiện tượng xã hội giúp người đọc nhận thức đúng đắn về thái độ và đưa ra những giải pháp phù hợp đối với vấn đề đó. Chúng ta sẽ có một vài ý được suy ra từ kiểu bài nhé. Trước tiên, nó là dạng văn bản. Hay nói cách khác, nó là dạng tập làm văn đấy ạ. Thế thì chúng ta thấy rằng nó có thể được hỏi dưới những cái hình thức nào đây? Nó có thể được hỏi dưới những hình thức nào ạ? À, có thể là đoạn văn nhưng cũng có thể là bài văn các em nhá thế nhưng chúng ta đều thấy rằng là gì ạ chúng ta đều thấy rằng là cái trọng tâm nhất ở đây chúng ta đang học đó là cái dạng này các tình yêu nhá các bạn nhỏ nhớ giúp chị nhá tiếp tục này nó nói và bàn luận về những vấn đề xã hội u rồi thì các bạn có thấy là những cái vấn đề xã hội thì nó ít hay nhiều các em các em những cái vấn đề xã hội thì nó ít hay nhiều, nhiều các không? bạn nhiều đúng không có nghĩa là vấn đề sẽ rất rộng mở Vì thế chúng mình có học tủ được không? Tủ làm sao được? Không, không Đúng không ạ? Chính xác Tủ làm sao được? Giờ người ta có thể cho vào bất cứ một cái vấn đề nào làm sao mà các em học tủ được À học tủ được Nhưng mà chỉ mỗi cái là các bạn sẽ có thể bị không trúng đề thôi <laughs> Còn học tủ bình thường Nhá Ai thích học tủ cứ học tủ bình thường Được không nào? Rồi, đấy là về vấn đề xã hội Cái tiếp theo này Đây sẽ là cái văn bản để làm sáng tỏ một vấn đề trong xã hội có nghĩa là bắt buộc một trong những cái yêu cầu rất là lớn đó là chúng ta cần phải có quan điểm điểm nhìn của mình về cái vấn đề đó mà các bạn đều biết quan điểm thì nó phải như thế nào bây giờ ví dụ đang nói về cái vấn đề là hút thuốc lá điện tử đi quan điểm của tôi là tôi thấy hút thuốc lá điện tử là nhiều ích lợi cũng là quan điểm của bạn ý đấy nhưng mà quan điểm đấy có được không các em có được không ạ tại vì sao lại không được nhở? vì sao? vì sao nhở? Vì thuốc điện tử thì nó sẽ hại sức khỏe. à, vậy thì đòi hỏi cái quan điểm của chúng ta phải là một quan điểm đúng đắn, đúng không ạ? À? phải là một quan điểm đúng đắn nhá. ok chưa nào? đó. tiếp theo này chúng mình sẽ để ý giúp người đọc nhận thức được vấn đề đó, có cái thái độ và giải pháp phù hợp với vấn đề đó. có nghĩa là sẽ phải là một cái bài văn đạt được cái tác động trước tiên đối với cá nhân mình đã sau đó tác động đến mọi người tức là tác động đến cộng đồng đúng không ạ có nghĩa là không chỉ tác động về mặt thái độ mà còn phải tác động cả về mặt hành vi đúng không ạ vậy suy cho cùng cái mà chúng ta đang cố gắng để tạo ra trong bài nghị luận xã hội của mình dù về bất cứ một cái vấn đề nào thì vẫn sẽ là một bài văn nghị luận xã hội truyền cảm hứng. Đó. Chúng mình chú ý giúp chị nhá. Ok chưa ạ? Đây là cái giá trị cuối cùng mà chúng mình cần phải đạt đến. Bởi vì tôi phải thay đổi bản chất là chúng ta sẽ không thể nào mà ngay lập tức yêu cầu người ta là phải làm cái này phải làm cái kia được. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi được về cái thái độ của họ thì họ mới có được cái sự thay đổi về hành động thôi. Ok chưa nào? Vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đây là cái đích cuối cùng mà chúng ta cần phải đạt đến đối với bất cứ một bài nghị luận xã hội nào. Ok chưa ạ? Thì đây trước tiên là sẽ về kiểu bài là như thế nhá. Tiếp theo phân loại. Thì phân loại ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta học chính, đó là dạng bài văn. Các em nhá. Dạng chính chúng ta sẽ học là bài văn. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cách phân loại Đó là chúng ta có thể phân loại cách một Đó là những vấn đề có thực trong đời sống Là tư tưởng đạo lý hoặc hiện tượng đời sống Hoặc là vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học Có nghĩa là chia ra làm ba dạng giống như chị chia ở phía trên á Đúng không ạ? À? Hoặc là phân loại cách hai thì chúng ta có thể chia ra thành những cái vấn đề tích cực và những vấn đề tiêu cực Đấy, thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Và ở đây thì chị có để ra những cái đề rút ra ở đây đây ạ từ cái khái niệm kiểu bài rút ra đấy, quan điểm người viết, đúng không ạ? Và quan trọng nhất phải là một bài viết thuyết phục và là một bài viết truyền cảm hứng. Phần này rất đơn giản chỉ mang tính chất cung cấp thông tin để các bạn hiểu về kiểu bài. Các em nắm được chưa? Xác nhận lại hộ chị cái. Bởi vì sau, sau mỗi phần kiến thức thì chị đều yêu cầu các bạn xác nhận lại đấy ạ. Các bạn có thể xác nhận bằng cách là có thể comment thì tốt bởi vì nó đỡ vang. Các em ạ ok chưa ạ đồng ý nhá thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái bố cục chung nha thấy chưa rất dễ nhớ đúng không rất dễ nhớ đúng không à, em ơi sẽ có tài liệu đấy nếu như mà các bạn muốn ghi thì các bạn cũng có thể ghi chép thêm còn chị vẫn sẽ gửi tài liệu sau các buổi học cho các bạn nên là các em cứ yên tâm nhá ok chưa nào à, rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục này bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục đây nhá bố cục chung này đã là bài văn thì phải có gì à đúng rồi mở bài thân bài và kết bài rất chính xác thế thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng tương ứng với nội dung của các phần mở bài thân bài và kết bài thì các bạn sẽ thấy ở đây đó chính là chúng ta sẽ có mở bài phải nêu được vấn đề cần nghị luận đúng không ạ cái thứ hai chúng ta có thân bài thì phải lần lượt triển khai vấn đề và ở đây thì chị có đưa ra một cái yêu cầu chị cho rằng đây là cái yêu cầu cơ bản nhất đúng không ạ đây sẽ là cái yêu cầu cơ bản nhất đấy ạ đó chính là chúng ta sẽ có à, lần trình bày ít nhất là hai luận điểm chính nhằm làm rõ ý kiến và thể hiện quan điểm thái độ của người viết và bên cạnh đó phải đi kèm với những lý lẽ và bằng chứng thuyết phục các bạn nhé và cuối cùng chúng ta sẽ có phần à chúng ta sẽ có phần kết bài ở đây thì trong phần kết bài nội dung mà chúng mình cần phải đảm bảo đó chính là khẳng định và đánh giá khái quát lại vấn đề đã bàn luận hay nói cách khác là ở trong cái phần kết bài này thì chúng mình sẽ cần phải chú ý giúp cho chị đó là chúng ta sẽ à chúng ta sẽ đưa ra được cái tầm quan trọng ý nghĩa của vấn đề cùng với thái độ của người viết, ok chưa nào và hãy nhớ giúp cho chị nhé đây chỉ là gì ạ, à? đây chỉ là à, những cái ý gọi là cơ bản nhất hay nói cách khác là một cái bố cục chung thôi các bạn nhé đây chỉ là một cái bố cục chung thôi vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy được chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là Bởi vì đây chỉ là một cái bố cục chung thôi Thế nên thành ra là chúng ta sẽ không thể nào Mà áp cái này vào đây được đâu Các bạn nhá Còn đương nhiên là ở đây chúng ta nêu ra cái bố cục chung như vậy Để làm gì? Để các bạn thấy được rằng Chúng ta sẽ cần phải Đạt được ít nhất Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần phải đạt được ít nhất Những cái điều gì Ở trong cái bố cục bao gồm Có mở bài, thân bài Và kết bài ở đây Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đấy là đối với à, phần à, đấy là đối với phần bố cục chung. Còn chú ý về các nội dung bài học cụ thể thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở đây chúng ta sẽ có một số những cái nội dung của bài học cụ thể này. Ví dụ như ở lớp 10 ấy thì hôm vừa rồi các bạn đã làm một cái nhiệm vụ đầu tiên mà chị Hiên đưa ra rồi. Và ở trong cái nhiệm vụ đầu tiên mà chị Hiên đưa ra thì các bạn có thể thấy đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ à, viết những cái nội dung bài học. Thì ở đây bạn nào học bộ cánh diều lớp 10 ạ? Bạn nào học bộ cánh diều lớp 10? Giơ tay chị xem nào. Giơ tay chị xem nào. Ok ạ. Chị xin mời chị xin mời Đặng Trần Mai Anh nào. Mai Anh ơi, em cho chị biết là mình đã làm cái nhiệm vụ đầu tiên rồi. Thì em cho chị biết là chúng ta sẽ học nghị luận xã hội ở những bài nào rồi em? Mai Anh? Mai Anh đâu ạ? À? Mai Anh ơi? Bạn ấy không có mic ạ, bạn ấy nhắn tin. Ồ, ok ạ. Bạn ấy nhắn tin đúng không? Rồi, thì chị thấy ở đây là dạ này thôi một 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 bạn khác đi bạn nào trả lời giúp chị được nhở linh nhá linh ơi nguyễn linh nào mình học bài mấy bài mấy hả em mình học bài mấy ạ mình học bài mấy ạ mình học bài mấy hả em hả bây giờ em học qua bài qua bài mấy ạ à? em, em không nhớ tiêu đề Ok các bạn ơi chị đã cho các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên rồi và nhiệm vụ đầu tiên này thì sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy được rất rõ về những cái văn bản mà chúng ta cần phải trọng tâm ít nhất là trong năm học đó phải không ạ à? Thế nên là bây giờ chị đang rất là muốn hỏi các bạn bởi vì đấy rõ ràng là các bạn nhìn thấy đấy Chị hỏi nhưng mà các bạn vẫn chưa nắm được Nào có bạn nào Có bạn nào muốn trả lời không ạ à? Có bạn nào giúp chị không ạ à? Có bạn nào muốn giúp chị không À chị mời bạn Đâu chị xem bạn nào đang giơ tay nào Các bạn sôi nổi lên nhá Được không ạ à? Đâu bạn nào đang giơ tay ạ à? Nào chị mời một bạn Chị mời Khánh Linh nào Khánh Linh ơi Dạ em học bài nghị luận xã hội Về tư tưởng đạo lý bài 1 ạ ừ đâu bài 1 sao lại về tư tưởng đạo lý được mục lục bảo là thế ạ mục lục ờ, em đọc lại em chắc đọc chắc lại mục lục cho chị đọc nguyên văn mục lục cho Thì... chị vâng ừ. yêu cầu cần đạt kiến thức ngữ văn phần, phần đọc viết là đọc phần... văn bản phần viết phần viết là viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý ấy. về một tư tưởng đạo lý á Lớp 10 vâng, bộ em đang ừ. học bên đây. Lớp 10 bộ cánh diều á? Chị ơi, đấy là lớp 11 chị ạ. À? Ừ, chị chị đang bảo lớp 10 bộ cánh diều mà. Linh. Linh học lớp 11 à? Ô, em tưởng lớp. <laughs> vâng ạ. <laughs> ok, chị hỏi từ từ, từng khối lớp 1. Rồi ok, đúng rồi. Thì ở trong lớp 11 của bộ cánh diều là em có học bài 1 là viết bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý chính xác và bài mấy nữa em? Bài mấy nữa ạ? À? Chưa hết Bài mấy nữa khánh Linh? Bài... Hôm nọ hôm em có làm nhiệm vụ không? Có ạ à. Ừ, thế nào cho chị biết nào? Bài... Bài 2 nữa ạ à. ừ. Bài thích 2 nhá về một tác phẩm nghệ thuật ố Đấy mà là nghị luận xã hội nhá Rất xỉu nhá Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật là nghị luận đúng không ạ? Dạ vâng ạ à. Úi dồi ôi, vừa giải thích ở phía bên trên xong đây này trong văn nghị luận thì bao gồm có nghị luận xã hội, nghị luận văn học và nghị luận khác đây này. Nghị luận xã hội mà sao lại nghị luận về một tác phẩm văn học lại là nghị luận xã hội được em? Một tác phẩm nghệ thuật lại là nghị luận xã hội được em. Em hiểu không Linh? À. Em hiểu chị rồi. chưa? Vâng ạ. À. Thế thì còn bài mấy nữa? Bài 3. Bài 3 là gì nào? Đọc phần viết cho chị nghe nào. Viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học. Đúng rồi, chính xác. Gì nữa? Bài mấy nữa? Chắc là hết rồi ạ Thật không? Hết, hết. sách kỳ 1 Ờ, sách kỳ 2 Để em đi lấy Trời ơi Ok ạ, à. các bạn ơi Rồi, à, chị cảm ơn em nhá Chị cảm ơn, chị cảm ơn em Rồi, chúng mình ơi Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Các bạn lớp 10 bộ cánh diều Có ai học lớp 10 bộ cánh diều Không Giơ tay chị xem có bạn nào học lớp 10 bộ cánh diều không? Chị mời Minh Ngọc Minh Ngọc ơi Chúng ta học những bài nào? Dạ cánh diều hả chị? Đúng rồi, lớp 10 Chúng ta học những bài nào về nghị luận xã hội? À, dạ là cái bài Viết đó chị Đúng rồi, phần viết ý Dạ viết về Một cái tác phẩm của cái nghệ thuật Ôi dồi Sao lại viết về một cái tác phẩm của cái nghệ thuật này Mấy đứa ơi, chị đang cảm giác các em cứ như đang trên mây trên gió nhá. Các em có hiểu nghị luận xã hội là gì không ạ? Chúng ta thấy rằng là trong cái tiến trình chúng ta học là chúng ta sẽ học khoảng 8 đến 9 bài học lớn. Và trong mỗi bài học lớn thì đều sẽ có những cái phần đọc, viết, nói và nghe, đúng không? Thì hôm vừa rồi chị có cho các bạn làm một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là gì ạ? Nhiệm vụ của chị đưa ra là gì ạ? Nhiệm vụ của chị đưa ra đó chính là chúng ta sẽ Nhiệm vụ của chị đưa ra là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau ghi ra những cái phần viết của các bài học lớn đấy Thế thì bây giờ chị đang muốn hỏi các em là Vậy thì những cái bài nào là về nghị luận xã hội Sao lại nghị luận xã hội là về nghệ thuật cái gì đấy hả à, Khánh Linh? À, phải không ạ? Chị vừa gọi bạn nào nhở? Đấy, chị đang quên Chị gọi Như à? Chị vừa gọi bạn nào nhở? Dạ em À, Minh Ngọc Đúng rồi, đúng ôi rồi Thế nào Minh Ngọc ơi, Minh Ngọc có hiểu không? Minh Ngọc có hiểu cái ý chị đang muốn nói không? Dạ Tức là ít dạ. nhất bản chất là ừ, Bản chất là em phải đang có được Một cái nhìn tổng quan về cái đó trước Đúng không ạ? À? Thế bây giờ em cho chị biết là lớp lớp 10 của em Bộ cánh diều là học những bài nào về nghị luận xã hội nào? Phần viết ấy Dạ viết về một bài nghị luận về một cái vấn đề xã hội à. Trong bài 1 đúng không? Dạ Chính xác, bài mấy nữa? À dạ cái bài viết về tình ừ, như bài năm á chị đúng rồi chính xác tốt cũng là nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội đấy đúng không nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy là bài một là về gì em học bài xong bài một rồi chứ đúng không em em học xong bài một rồi chứ đúng không minh ngọc dạ cái bài một sẽ về cái dạng nhỏ gì của nghị luận xã hội đấy Hà. dạ, vậy thì một cái tư tưởng về một vấn đề á chị tư tưởng về một vấn đề là cái dạng gì chị vừa chia là nghị luận xã hội bao gồm ba dạng nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý và một hiện tượng đời sống hay một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học vậy thì một trong ba dạng đấy thuộc dạng nào minh ngọc dạ, tư tưởng đạo lý rồi ngất xỉu luôn Ở vấn đề xã hội chứ chị hiện tượng đời sống em ơi minh ngọc ơi và tất cả các bạn ơi các bạn nghe chị nói này các bạn nghe chị nói nhá nhìn nhá trong nghị luận xã hội về một vấn đề của đời một vấn đề xã hội đây là cái lớn nhất em ạ thì trong cái lớn này bởi vì vấn đề xã hội thì nó sẽ bao gồm những cái gì nó sẽ bao gồm cái gì ạ thứ nhất tư tưởng đạo lý đừng nhầm nhá hai hiện tượng đời sống các em hiểu không các bạn hiểu với chị không minh ngọc hiểu không minh ngọc Minh Ngọc hiểu không em? Yeah, hiểu. Thế thì có nghĩa là cái bài 1 sẽ là cái dạng nhỏ đầu tiên. Đó là nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Và cái bài thứ 5 ấy đó là sẽ là nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống em nhá. Em hiểu hơn chưa Minh Ngọc? Chưa hiểu cứ bảo chị chị giảng đến khi nào hiểu đi thôi nhá. Yeah. Nắm được chưa em? Yeah. Ok, nhất trí. Chị cảm ơn em. Bây giờ bạn nào học kết nối tri thức 10 ạ? Kết nối tri thức lớp 10 ạ. À? Giơ tay nè. Xin mời Nguyễn Mai Lan nè. Mai Lan ơi, cho chị biết nè. Dạ, em tên Diễm Quỳnh Còn mẹ em tên Lan Hứng? Em tên là Quỳnh À ok, chị mời Quỳnh nè. Quỳnh ơi. Dạ. Mình học bài mới ạ. À. chị là học bài... 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 Bài 3 ạ. Bài ba là gì ạ là viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm em ơi bài luận khác nhá nó là một cái dạng khác và mình sẽ học cái dạng đấy khác em nhá vì nó không có cái cấu trúc giống như bài nghị luận xã hội đâu em ạ em nhá cái bài ừ. đấy mình sẽ xếp ra một cái dạng nhỏ riêng nào cho chị một bài khác đi bài tiếp theo nào ờ cho chị là viết văn bản viết bài nghị luận về một uh, cái bài 1 đúng không? chị? Bài 1 là gì ạ? Đọc đi lên cho chị nghe. Viết văn bản nghị luận về phân tích không, cái về là luận. <laughs> Đọc xong thấy rồi thấy chịu... mình sai liền à. Thấy Ủa? chưa? Thấy chưa? Thấy, thấy em chưa? Em chỉ thấy là bài em thấy luôn bài 3. Em xem kỳ 2 bài 6 hả chị. Kỳ 2. Dạ vâng ạ. Chờ chờ kỳ 1 em thì có. Chưa có sách kỳ 2 á Không mà Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội Dạ vâng ạ à. Nhớ chưa? Rồi. chưa Rồi chị cảm ơn em nhá Chị cảm ơn Quỳnh Rồi bạn nào học kết nối tri thức Bạn nào học kết nối tri thức lớp 11 ạ à? Kết nối tri thức lớp 11 cho tay nào Nào nhiều ghê đây Xin mời Chị xin mời Hiếu Thời nào Chị mời em Nhanh chóng nhá dạ. Nào nói cho chị biết nào Trong sách của em thì sẽ học những bài nào về nghị luận xã hội nào Về nghị luận xã hội thì uh, Của em là có viết bài nghị luận Về một vấn đề xã hội Con người và cuộc sống Bài số mấy dạ, Bài số 10 Đúng rồi tiếp tục Hết chưa Hết rồi đúng không dạ. Dạ, Còn uh, bài số 4 viết bài về nguyện về một vấn đề xã hội hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại ừ ok hết chưa em cua sách tập tập hè có như là sách tập hè là giờ hết rồi chị ừ ok rồi nhất chị cảm ơn em tiếp tục nào bạn nào học lớp 10 chân trời sáng tạo cho tay chị xem ạ à. lớp 10 chân trời sáng tạo tài đúng không tài học đúng không không gọi tài đâu nhá khánh linh hoàng khánh linh nào Khánh Linh ơi Mình sẽ có bài nào hả em? Dạ có bài 2 ừ. à, Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội Chính xác Hết chưa em? Dạ, dạ hết rồi Ok rồi chị cảm ơn em Nào bạn nào học chân trời sáng tạo 11 ạ? À? Bạn nào học chân trời sáng tạo 11 ạ? À? Thu Hiền nào? À... em nơi chỉ là có bài 2 là bài viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội Bài 6 là viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học và bài ừ. 7 là viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học ạ. ừ, Ok, rất tốt nhá. Yeah. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là tại sao chị lại phải hỏi các bạn như vậy để làm gì? Bởi vì là các em thấy không? Kể cả lớp 10 hay lớp 11 thì chúng ta đều phải học nghị luận xã hội. Thông qua cái việc mà chị vừa làm một cái buổi, chị làm một cái cuộc trao đổi nhỏ như vậy là các bạn thấy đấy ạ là chúng ta đều phải học nghị luận xã hội cả. Vậy thì tại sao lớp 10 đã học rồi mà lớp 11 vẫn phải học tiếp? Bản chất là vì sao ạ? Là vì lớp 10 và lớp 11 người ta sẽ đưa ra những cái yêu cầu khác nhau cho bài nghị luận xã hội. Ví dụ đối với lớp 10 thì tôi chỉ cần ở mức độ 6-7 ý đấy là ok. Nhưng lớp 11 tôi phải cần 10 ý cơ. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi viết được tận 10 ý khi tôi đang học lớp 10? và tôi viết được gì ạ? Nhiều hơn và đầy đủ cho 10 ý mà tôi đang học lớp 11. Thì chắc chắn là cái điều mà các bạn tạo ra sẽ là một cái bài viết gây được ấn tượng đối với giáo viên của các bạn và đấy cũng chính là mục tiêu mà chị muốn hướng tới. Ở đây bạn nào cảm thấy rằng việc viết nghị luận xã hội là một cái điều rất khó khăn đối với các em giơ tay chị xem ạ. Nào, giơ tay chị xem ạ. Chị rất muốn thấy cái sự chân thành của các bạn, thành thực của các bạn. À, ở đây chị nhìn thấy con số rất là kinh khủng đấy ạ. Hiện tại bây giờ đang có khoảng 68 bạn tham gia thì chị đã thấy là có khoảng là 30 gần 40 bạn giơ tay rồi ạ. Vậy là quá nửa các bạn ạ. Quá nửa các bạn cảm thấy đây là một dạng khó. Câu hỏi tiếp theo muốn hỏi chúng mình và các bạn sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách gõ vào hộp chat cho chị. Các em thấy nó khó vì sao? Các bạn thấy khó ở đâu ạ? Nào cho chị nhìn thấy ý kiến của các em nào. Khó ở đâu ạ? Khó ở đâu ạ? À khó ở việc tìm ý Mở bài và phần giải thích À rồi gì đây ạ à? Khó tìm được dẫn chứng Gì nữa Lập luận phải chặt chẽ Viết luận điểm ạ à, Vì không nghĩ ra và không sắp xếp được các ý ạ à. Em không có dẫn chứng đa dạng đấy ạ à. Không biết liên kết với nhau một cách hợp lý Nào còn gì nữa nào Phần giải thích Em thấy khó ở mở bài và kết bài nữa ạ à. Khó tìm dẫn chứng Khó phần bàn luận Khó ở việc tìm luận điểm và lập luận em không biết viết sao cho phù hợp hay em hay đi xa quá dẫn đến lạc đề kết bài à, thiếu tính thuyết phục từ vựng không hay ok chúng ta nhìn thấy không có quá nhiều những vấn đề đang xảy ra khi các bạn viết nghị luận xã hội và chúng ta thấy rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã ít nhất đã nhìn ra được những cái thứ mà chúng ta chưa giỏi và từ cái điều đó chúng ta sẽ sẽ cùng với nhau gì ạ à? chúng ta sẽ cùng với nhau thay đổi để tốt hơn đúng không